Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Một hộ gia đình có 3 người được cho là mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng ở Làng Nủ mới đây đã tới Sở Chỉ huy trình báo. Cụ thể, chiều 13 tháng 9, chị Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1991, ngụ thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đã tới Sở Chỉ huy tìm kiếm trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở làng Nủ trình báo, chị và hai con vẫn an toàn. Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng có ba người, gồm chị và hai con là Hoàng Thị Hát, sinh năm 2008, và Hoàng Trung Hát, sinh năm 2010, nằm trong danh sách những người mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng. Theo chị Hồng, chị xuống km 5 thành phố Yên Bái bán hàng từ ngày 8 tháng 7 năm 2024 cùng một người con là HTN sinh năm 2010. Còn một người con ở nhà là HTH, sinh năm 2008, ở cùng ông bà ngoại, ngay chân dốc khu vực đồi sạt, không bị ảnh hưởng. Khi xuống Yên Bái, chị không báo cho trưởng thôn biết. Thời điểm vừa qua, ở thành phố Yên Bái nơi chị ở trọ bị ngập nặng, bị cô lập, mất điện, mất sóng điện thoại nên không thể liên lạc được về quê. Hai ngày trước đó, khi nước rút, chị mới gọi điện được cho chị gái con bác ở Lương Sơn, Phúc Khánh, Bảo Yên nên biết vụ lũ quét đã săn phẳng cả khu nhà chị và nhiều hộ dân khác. Khi đó, dù muốn về nhưng chị cũng không có cách nào về được. Chị nói: "Mấy hôm ở dưới kia tôi không ngủ được vì lo ở trên nhà sập hết do lũ quét, không biết con có sao không. Đến khi mợ cháu gọi báo gia đình không bị thiệt hại, con gái bình an, tôi mới yên tâm. Hôm nay ngập lụt đỡ hơn nên tôi chạy ra đường và gặp được đoàn từ thiện ở Hà Tĩnh ra, xin đi nhờ về đây." Theo chị Hồng, khi trở về, nhìn gần như cả làng bị san phẳng, xóa sổ Chị cảm thấy vô cùng xót xa. Nhà tôi may mắn chỉ bị mất nhà, nhưng các gia đình khác, anh em họ hàng thì mất nhà, mất người, có nhà mất hết. Quá đau đớn, chị Hồng bày tỏ. Với việc có thêm 3 người mất tích tới trình báo, đến thời điểm này, số người trong danh sách mất tích trở về an toàn là 11 người, số người mất tích giảm xuống còn 36 người. Liên quan đến việc hai hộ gia đình, mỗi nhà 4 khẩu trú tại làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên nằm trong danh sách mất tích nhưng đã trở về báo tin an toàn trong niềm vui vỡ hòa của mọi người. Sáng 13 tháng 9, ông Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn Làng Nụ cho biết, hai chủ hộ Hoàng Văn Tiện, 47 tuổi, và Hoàng Văn Duân, 39 tuổi, cùng người nhà vừa trở về làng. Mỗi nhà gồm vợ chồng và hai con đã thoát chết trong trận lũ quét 6 giờ sáng ngày 10 tháng 9 do lên nhà người bố ở gần đó. Ông Hoàng Văn Tiện kể lại, sáng hôm xảy ra lũ quét, tiếng nước lũ mạnh đẩy đá lăn lục cục ở suối, đánh thức ông Tiện từ 5 giờ sáng. Ông Tiện nói, tôi ra suối xem, rồi sau đó về gọi vợ con dậy. Gần 6 giờ sáng cả nhà cùng ra xem. Ta lui nhà ông nội cách đấy 50 mét, cũng đã bị sạt. Trên đường gia đình ông Tiện về nhà, một tiếng nổ rất lớn phát ra từ trên núi. Đất đá khổng lồ bị thổi bay lên tầm 3-400 mét, rồi đổ ụp xuống bản. Cả nhà ông bỏ chạy, từ trên cao nhìn xuống, cả làng đã bị săn phẳng, không nhìn thấy nóc nhà nào nữa. Khi ông Tiện quay trở lại hiện trường, tìm kiếm người bị thương, thì kéo được một cháu bé, quay lại tìm kiếm tiếp bố mẹ cháu nhưng đất đá sạt xuống, một lúc sau mới quay lại được. Bố cháu bé dưới đống bùn đất đã tử vong, mẹ cháu bé hiện vẫn mất tích. Trong khoảnh khắc ấy, ông Tiện đã kéo được hai cháu bé Hoàng Gia Bảo và Nguyễn Thị Tinh, năm nay đều 7 tuổi, đang học lớp 2. Ông Tiện nói trong thôn ai cũng nghĩ gia đình ông đã mất hết. Mấy hôm nay không có phương tiện liên lạc nên ông không thông báo được cho chính quyền. Cũng giống gia đình anh ruột, vợ và hai con của anh Hoàng Văn Duân trước khi lũ quét đã lên nhà bố ở. Riêng anh về căn nhà cấp 4 trông giữ tài sản. Anh cho biết, mấy ngày qua, tôi tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích mà không biết bốn người nhà mình nằm trong danh sách được kiếm tìm. Cũng như nhiều gia đình khác, nhà cửa, tài sản của hai hộ dân này đã chìm trong đất đá sau trận lũ quét ở làng Nủ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi ngày 10 tháng 9, 37 ngôi nhà tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên trở thành bình địa. Cơn lũ không chỉ cướp đi sinh mạng của nhiều con người mà còn trở thành nỗi ám ảnh cho những người ở lại. Là một trong những gia đình sống sót thần kỳ sau cơn lũ kinh hoàng ấy, chị Hoàng Thị Lành, 25 tuổi, chú thôn Làng Nủ, chưa hết bàng hoàng nhớ lại. Khoảng 6 giờ ngày 10 tháng 9, chị và chồng cùng hai con, đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi, đang ngủ trong nhà thì nghe thấy một tiếng nổ lớn như bom nên giật mình tỉnh dậy. Cơn lũ dữ vẫn gầm như tiếng máy bay khiến gia đình Lành cảm thấy run sợ. Sau tiếng nổ thứ hai, cả làng hô nhau chạy đi. Chị Lành và chồng vội vã bế hai con lao lên đồi. Chồng bế đứa lớn, Lành bế đứa nhỏ, cả gia đình dùng hết sức bình sinh cắm đầu chạy. Chị Lành kể, lên tới đồi trong vòng khoảng 2 phút, tôi ngẩng mặt lên thì thấy đất đá đã đổ đến và nuốt chửng nhà mình. Cơn lũ dồn dập san phẳng tất cả những gì mà nó đi qua trong đó có nhà bố tôi. Tận mắt chứng kiến sự tàn phá của dòng lũ, cả nhà lành run rẩy đứng im trên đồi. Dòng nước cuồn cuộn vẫn dồn dập đổ xuống, có lúc chỉ cách vị trí của gia đình lành đứng khoảng 2 mét, khiến chị nghĩ gia đình mình chỉ còn nước chờ chết. Chị nói, chúng tôi dùng lá cọ để che mưa, chồng tôi động viên mình đang đứng cao hơn lũ nên không sợ. Lúc đó chúng tôi cũng không dám chạy đi đâu vì cả ngọn núi này chỗ nào cũng đang chờ sập, trời mưa mấy hôm rồi cứ thế, gia đình lành bị cô lập trên đồi, cả nhà chịu đói nhưng chẳng biết gọi ai vì ngôi làng đã mất điện, mất sóng trước đó 2 ngày. Một ngày sau, bốn người mới được đưa ra khỏi nơi an toàn. Mặc dù sống sót thần kỳ, nhưng ký ức sáng mùng 10 tháng 9 lại trở thành nỗi ám ảnh của gia đình chị. Cứ nhắm mắt thì hình ảnh cơn lũ nuốt chửng ngôi làng lại hiện ra. Trận lũ quét cũng đã cướp đi sinh mạng của bố ruột chị. Đến nay, người bố vẫn đang mất tích dưới lớp bùn đất. Anh Vũ Văn Hiệp, 43 tuổi và vợ Nguyễn Thị Lan, 41 tuổi, là người Cẩm La, Quảng Yên, Quảng Ninh, nuôi trồng thủy sản ở khu vực Hòn Cò, Vân Đồn từ năm 2009. Một ngày trước bão Zagi, họ neo bằng 60 chiếc cọc, đóng thêm 40 cọc và dùng dây thừng buộc vào lồng bè, neo lên núi vì biết đây là cơn bão rất mạnh. Từ 7 giờ sáng ngày 7 tháng 9, gió ngày một mạnh, Khoảng 11 giờ, tâm bão Zagi quét qua Vân Đồn với sức gió 149 km/h, giật cấp 13 đến 14, sóng cao 5 đến 7 m. Mây đen như xả xuống mặt biển, nước tung lên mịt mù, giữa ban ngày mọi thứ bỗng tối đen như nửa đêm. Cố thủ trong bè chị Lan chứng kiến những nhà xung quanh bị bão đập tan, những đợt sóng cao 5 m đục ngầu úp xuống bẻ chiếc bè kiên cố làm đôi, không thể trốn trong nhà bè được nữa, chị Lan nắm tay chồng đi dọc các cầu phao tìm nơi trú. Họ bước tới đâu, từng cầu phao vỡ tan đến đó. Trước lúc cầu phao cuối cùng bị sóng biển nuốt chửng, hai vợ chồng kịp nhảy lên chiếc thuyền đúc bằng xi măng không mái, chui xuống gầm, đóng nắp lại. Lựa lúc gió hơi giảm giữa những đợt gào thét, họ nhảy lên được nhà kho chứa ngư cụ, cả hai ngồi im trong thùng, phó thác mọi thứ còn lại cho số phận. Họ cứ thế trôi lênh đênh giữa biển suốt 4 tiếng cùng những mảnh vụn của bè mảng Họ cố thủ trong thùng cá suốt một đêm, không có đồ ăn, nước uống. Bên ngoài vẫn mưa gió rất mạnh. Hơn 8 giờ sáng ngày 8 tháng 9, họ được thiếu tá Ngô Cô Tam, trưởng công an xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, cùng bí thư xã chạy cano ra giải cứu. Anh Tam nói, giữa siêu bão Gia Ghi, vợ chồng anh Hiệp trốn vào thùng ướp cá, trôi giạt mười mấy cây số, chống chịu suốt hơn 20 tiếng, vẫn sống được, quả là cực kỳ may mắn. Một trường hợp may mắn khác là thuyền trưởng Lê Văn Tiến, 50 tuổi, hiện trú tại xã Đông Triều, Quảng Ninh, đã có hơn 30 năm kinh nghiệm đi biển. Trước ngày bão số 3 ập vào, ông cùng 8 thuyền viên khác đã đưa VT-09 vào bờ neo đậu. Trên con tàu có trọng tải 1.000 tấn, các thành viên nín thở chờ cơn cuồng phong đang kéo về từ phía đại dương. Tàu của anh đã bất ngờ bị gió bão đánh đứt cáp neo, đẩy ra khơi xa. Vào thời điểm này, ngoài ông Tiến, những đợt sóng cao tới 5 đến 6 m đục ngầu cũng ụp xuống khiến khu cabin lộn nhào, trao đảo dữ dội. Ba người đàn ông phải bấu chặt vào nhau. Mặc dù đã có gần 30 năm kinh nghiệm đi biển, nhưng ông Tiến cũng chỉ biết phó mặc cho số phận. Ông Tiến nói, mọi thứ diễn ra quá nhanh, bão quá khủng khiếp nên không dây cáp neo nào chịu nổi. Đêm đó, nhóm thuyền viên đã nhiều lần phát hiện thuyền tìm kiếm cứu hộ tiếp cận các khu vực chung quanh, nhưng bất lực vì không có cách nào liên lạc được. Phải tới tận gần sáng một thuyền trải vô tình phát hiện ra xà lan mắc kẹt nên đã gọi điện vào bờ nhờ ngư dân địa phương ra ứng cứu. Chỉ tới lúc này những thuyền viên tàu VT09 mới dám tin mình còn sống và có thể trở về.